Anh chụp cho em tấm hình làm avatar luôn nha bé cưng. Nếu em trong đời anh thấy con tim rối bời mau ăn chấm. Ngày mai đám cưới anh máng gà em nuôi em, anh máng gà em nay còn một ngày, tối nào bạn ấy hay đỡ mình ăn nhai.
em ăn hoài mà còn ngon. 7 tầng 3 hay là cồn mà mình nướng bằng cái cồn nó không ngon bằng nướng cái mực đi đâu. Rìu nên mới mỏ một xí muối rồi mới nướng nên mới ngon. Ăn rất là thơm mà nó. Người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui, sống như ta chưa từng được sống. Say xe say nắng say sàng, say bia say rượu cũng chả bằng say em. Lâu nay tớ vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tớ vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tớ muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi.